Ông Hai ơi, ông Hai ơi, chào bà con, để quên. Ôi, chào bà con, đi mua cây về bà con ơi. Dân ơi, nhẹ té dân ơi. Ô nhẹ, ông Hai khỏe lắm rồi chú anh chị ơi. Bỏ tâm xi găng đi ông Hai ơi. Rồi bỏ luôn. Trời ơi, dễ thôi thôi, đừng có nhổ quá, để hồ mới nhỏ nhổ. Ông Hai khỏe lắm, ông Hai 71 của tuổi mà khỏe lắm á cô chú anh chị. Bây giờ bà con mua cây giống chỗ tôi á thì bà con an tâm. Là bà con chỉ về là lo chăm sóc cho cây nó tốt thôi. Còn cái dạng mà cây mà không chất lượng, không đúng giống bà con khỏi lo vụ đó. Thì bây giờ bà con mua thì bà con cứ là lại đặt rồi cây chất lượng bảo đảm, ngàn cây như một, trăm cây như một, chứ không khi nào xê chịch một cây nào. Đó, tôi là người nông dân, rồi ông bà cho được cây mít đột biến. Đó, thành ra rồi bây giờ tôi, bà con đài truyền hình Hậu Giang hôm mỗi lần nó không đó nó cũng có kêu tôi bán cho bà con trồng. Rồi tôi mới làm mới bán đây thôi, chứ cây giống này nó có lâu rồi. Mà tôi mới bán mấy năm nay à. Bây giờ bà con có trồng thì bà con cái việc trồng. Đó, lại đây mua cây giống tôi thì bảo đảm chất lượng 100% luôn. À, cây mít của tôi bà con trồng hợp lý nhất là 4,5 m. Mà bà con đất nhiều thì trồng 5 m. Còn đất ít thì trồng 4 m. Đặng chi trồng 4 m đặng cho nó năng sức nó có nhiều mấy năm đầu. Mà không có trồng dày nữa, mít tôi không có trồng dày kẹo được. Mít tôi dày nhất là 4 thước, còn dừa là 4,5 m. Còn nếu ai đất rộng mà một dài mẫu thì trồng 5 m. Mít tôi thì trồng dày, chứ mít tôi không có trồng dày. Em chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em với ông Hai với mọi người là đi gần bến phà Đình Khao, là ông Hai cũng tìm được cái đám mít, là cái mua cái gốc mít đó cô chú anh chị, để mà về mà ghép bo. Thì cũng mừng cô chú anh chị ơi, là mấy hôm nay thì ông Hai cũng đi quằn tùm lum hết trơn ở đây ở gần bến phà Đình Khao để mà mua về ghép để phục vụ cho bà con. Nay đi thì cũng 9-10 người á, để mà nhổ đấm mít này nè. Đây gương mặt quen thuộc, đây là dâu út của ông Hai. Thanh niên đẹp trai đang chuẩn bị tướng quá trời, hồng tướng luôn, trời ơi dữ dằn ha. Mới ghé quán cơm á cô chú anh chị, ăn 2 dĩa cơm đó. Nó giờ thấy không, đi tỉnh bơ luôn. Ông Hai đang nói chuyện đằng kia. Đi mua cây gốc ăn về ghép. Ông bây giờ ông ở đâu vậy? Vậy hả? Thôi thôi ngày mai đi nghe. Ê cô chú anh chị nhìn nè, đám mít rất là tốt luôn nè. Đó, cái đám mít này về mình ghép để phục vụ cho bà con là tuyệt vời luôn. Cây tốt cực kỳ luôn. Mình mua cái cây nó tốt như vậy nè cô chú anh chị, là cái mũ nó nhiều, là mình ghép cái cây nó phát triển nhanh hơn. Em bước qua không? Đúng rồi. Đầu con y. Đây, cô chú anh chị ơi. Tốt cực kỳ không? À, cái nào nhổ được mình nhổ. Còn cái nào không nhổ được thì bứng. Tại vì mình nhổ về là mình xài kích dễ, mình mới vô bầu lại. Mình vô bầu. Nhổ mấy cây nhỏ nhỏ trước đi, cái bự mình đem đồ xuống nhổ. À, mấy cây này, tao nhổ cái này, nhổ đầu cái này. À, em đã nhổ được một cây không? Ông Hai đây cô chú anh chị ơi. Ông Hai ơi. Ông Hai ơi, chào bà con, để quên. Ôi, chào bà con. Đi mua cây về bà con ơi. Rồi ơi, nhẹ té dân ơi. Ô nhẹ, ông Hai khỏe lắm cô chú anh chị ơi. Bỏ tâm xi găng đi ông Hai ơi.
Rồi bỏ luôn. Thôi thôi đừng có nhổ quá, đang hồi mới nhỏ nhổ. Ông Hai khỏe lắm, ông Hai 71 của tuổi mà khỏe lắm á cô chú anh chị. Thôi được rồi, để dân làm. Trời ơi, ông Hai không nhổ quá, em tôi không biết đường nhổ luôn rồi. Sao là mua được cây gì mừng không Hai để phục vụ ôi cho bà con. Ôi mừng thấy mồ, không có cây mà kiếm được cây mừng rồi. Trời ơi, thôi giờ nhổ luôn con review luôn rồi mấy anh em khỏi nhổ ha. Trời ơi. Ờ nhẹ hiệu à, dễ nhổ lắm Tân ơi. Tại vì người ta bơm nước vậy nó sớm mình dễ nhổ. Hả? Tứ với mình dặn ta tứ cho tới à. Thôi cây bự nó nhổ, nhổ hư sống à. Dễ nhổ, dễ hiệu à. Đưa coi coi con nghe không hay. Trời ơi cây tốt lắm mà. Cô chú anh chị nhìn nè, cái rễ tốt cực kỳ luôn không. À, về là mình cái rễ nào dài quá mình cắt bỏ. Ở cây ông Hai kìa cô chú anh chị, ông nhổ chắc hết clip này luôn á. Ôi lấy cây nhỏ nhỏ thôi, mấy cây nhỏ nhỏ trong kìa ông Hai. Nổi không? Ôi ôi, quá rồi. Ôi, không có dắt đâu. Rễ bà con ơi. Rễ bà con. Có bao tay không? Em có đem bao tay không Tân? Dễ nhổ lắm, đất này nó cũng xốp. Ồ thôi thôi Tân ơi, ô nhổ. À, nhổ tiếp không hai cây này cây. Ôi nè, 2 3. Ôi ôi, cây bự ơi. Ông nổ đâu cây bự. Sao ha? Ông Hai, ông Hai. Nhổ mấy cây thấy khỏe không? Sáng thể dục sớm phải không? Sáng thể dục. Nhỏ này đâu nhỏ hả? Đó, đây là lực lượng nhổ cây nha cô chú anh chị, còn thiếu mấy người nữa. Ở phía trước đang ăn cơm. Tại vì hôm nay là đi hai xe, một chiếc xe tải với một chiếc bảy chỗ. Xe tải chở người hay gì anh? À, xe tải chở cây để chở cây về. Sao em hỏi anh khó trả lời quá à? Bắt cá luôn nha mấy anh. Ê, có cá không? Ở mương gì sao bắt? Lặng. Người ta sinh tồn cái mương này. Ê tụi nó không nghe nè. Ghi rồi. Ghi. Tụi nó không nghe nè. Ê. Bao tay sao đem theo? Ông thưa này tôi nghiên cứu chưa? Trời ơi dữ dằn tên. Đó, bao tay. Cái này tôi nói cho nghe nè. Hai người cắt ngọn, một người cầm bao cắt thọt vô. Dữ lắm. Cô chú anh chị thấy đi nhổ mít cũng vui không? À. Anh em đông lắm, thanh niên lực lượng không à, cái này là tiễn không đó cô chú anh chị. Sáu muối không đó. Cái nào nặng quá thôi đừng có gán nha Hai ơi. Để sức trẻ làm, cái nào nặng quá đừng có gán, gán nó gì chứ ảnh hưởng lớn tuổi rồi đó. Lấy, cái đó lấy, có cây này bự rồi bỏ thôi. Cái nào bự quá thôi. Ở đây có ông nào bứng về trồng lại lấy bứng mấy cây bự nè. Có bự về trồng. Mít này rễ cực kỳ nha cô chú anh chị, tại cái đám mít này, lựa cái đám mít nó tốt, nó bầu rễ nên nó phát triển nhanh, khi bà con trồng cũng vậy, khi bà con đặt xuống là nó mau phát triển. Bị xong á là mình cắt ra gì đồ bỏ ngay đây nè, coi chỗ nào có cắt chỗ. Cái gì nè cô chú anh chị, khoảng tầm khoảng 2 gan đó, cắt gan gì cái về đó mình xài kích rễ, mình xài kích rễ để cho cái bầu rễ mới nó phát triển ra. Quá trời bộ ghế đó ông Hai. Xong đó là mình vô bao nghe cô chú anh chị. Vô bao rồi cái mình vận chuyển xe tải. Ô chị đặt coi chừng móp cái len đó nghe. Mà từ sáng mà từ đi lạc hay vậy? Hả? Có lạc không? Thì ở đây sát bến đò rồi. Còn mấy trăm thước nữa tới bến đò bến phà Đình Khao rồi đó. Tính là qua đò chứ đứng ngay đầu. À mà tính là qua đò hả? Tính là qua đò đứng đậu bên đây đò. Cây quá trời rễ tốt ha mà mợ Tư. Rễ gì là cực kỳ, cái này đưa vô là thôi. Cây này già lắm. Ừ, cây mít gì là cái mũ gì nè cô chú anh chị là mình ghép nó dễ ăn lắm.
Bây giờ mình hết xương thôi, mình vô bao đi. Hết xương đâu có hết sạch. Không có hết sạch đâu hai ơi, dọn xương à. Hết gọn chút xíu à là vô bao đi, về nhà hết rồi. Ok. Cô chú anh chị nhìn này, nhỏ để hàng lối đẹp tôi sợ luôn. Đắt dữ lắm. À mà Tư, mình nhỏ này chủ vườn khỏi bằng cỏ luôn nè Mà Tư. Dạ. Cái này mình để xong cái người ta đốt mà đốt chết cỏ hết trơn à. Dạ. Nói mà nghe này, sao bữa nay con thấy mà vui quá vậy. Tìm mua được cái gốc mít là để phục vụ cho bà con là thấy vui ha. Ừ, nhưng mua mít mà dễ nên nó vui. Bởi vì mà tiếc cái là không thấy mặt nó không có vui hung. Cái niềm vui nó chưa có nhân đôi được. Nắng mà giả bộ giờ chưa có nắng thì giả bộ mở cái nón lá ra coi. Mình sẽ nắng quá. À. Thôi thì mai mốt là về nhà mình sẽ mở ra. Ghét nắng kỵ mưa không ưa xe du lịch. Ghét nắng kỵ mưa không ưa xe du lịch hả? Trời ơi. Tội nghiệp mà con dâu út của ông hai lắm cô chú anh chị, là từ tính ra từ Hậu Giang mà đi tới bến phà Đình Khao cũng xa đó, rồi không có chịu đi xe hơi là chạy xe Honda đi á, bởi vì lên xe hơi chịu không nổi. Ghét nắng kỵ mưa không ưa xe du lịch đó là Mơ Tư đó. Ê vừa thôi nghe, nặng quá dắt ba trận luôn à. Thôi rồi để mình vô bao cho nó xứng đáng. Đúng rồi. Thôi đó. Không có bao rồi ra thằng Vinh mua. Ra thằng Vinh nó có bao. Thì câu sau nó vừa được rồi. Hồi nãy giờ nhổ cũng được nửa clip rồi đó cô chú anh chị. Bữa nay tăng cường lực lượng đông bởi vì nhổ cũng nhanh. Thì nó ngay bữa sáng hôm nay thì cũng mai cái là trời cũng không có nắng hung. Mỗi khi là 30 mấy độ là nắng anh em nhổ tội nghiệp. Tại vì nắng quá trời cái nhổ nó mệt lắm. Làm cái này nhổ thì nó bị mất sức. Bây giờ bà con mua cây giống chỗ tôi á thì bà con an tâm. Là bà con chỉ về là lo chăm sóc cho cây nó tốt thôi. Còn cái dạng mà cây mà không chất lượng, không đúng giống, bà con khỏi lo vụ đó. Thì bây giờ bà con mua thì bà con cứ là lại đặt rồi cây chất lượng bảo đảm, 1000 cây như 1, 100 cây như 1, chứ không khi nào xe chịch một cây nào. Đó, tôi là người nông dân, rồi ông bà cho được cây mít đột biến. Đó, thành ra rồi bây giờ tôi, bà con đài truyền hình Hậu Giang mỗi lần nó hôm đó nó cũng có kêu tôi bán cho bà con trồng, rồi tôi mới làm mới bán đây thôi, chứ cây giống này nó có lâu rồi mà tôi mới bán mấy năm nay à. Bây giờ bà con có trồng thì bà con cái việc trồng đó, lại đây mua cây giống tôi thì bảo đảm chất lượng 100% luôn. Vậy đó. Bà con muốn an tâm hơn thì bà con nên tới nhà ông hai, thứ nhất là biết nhà biết cửa, rồi ví dụ mà bà con mình cứ muốn đi tham quan vườn á thì ở đây Khải Trần, nếu mà Khải Trần có rảnh thì Khải Trần dắt bà con đi, hoặc là Khải Trần đi quay chỗ khác thì ông hai sẽ dắt bà con đi. Tôi nói thêm bà con cái này nè, tôi á, người bán cây giống bà con trồng đó, là tôi có vườn, tôi nhiều miếng vườn, tôi có vườn, tôi lấy bo vườn gốc của tôi ghép để bán cho bà con đó. Chứ không phải mà tôi người bán cây giống mà không có vườn đâu. Có vườn rõ ràng luôn cho bà con coi. Có vườn và có cây bố mẹ. Có cây bố mẹ luôn. Cái này quan trọng nhất là phải có cây bố mẹ. Đó. Thì bà con trồng thì bà con cứ là an tâm. Đó, nó vậy thôi. Đó. Còn nếu như đề mà bà con làm kinh tế mà đặt ví dụ thấy cái gì nó có lợi mà bà con cứ việc làm, cũng như mình nói phải nói chứ. Bà con mà có chừng 2 công đất à, mà có bà con làm 2 công ruộng á, thì bà con chỉ đủ ăn lúa gạo ăn thôi, chứ cũng không có dư. Mà nếu bà con dám làm 2 con mít bà con có thể dư. Ví dụ tôi nói ví dụ bà con mà có ít đất á, có chừng 2-3 con đất á, bà con mà ruộng á, giờ 1 năm á, bà con lời như công ruộng là chưa được 10 triệu bạc nữa mà. Đó. Mà bây giờ bà con á, trồng 1 con mít á, mà nếu mà cái giá mà cỡ chừng 30 ngàn, 20-30 ngàn một ký thôi, tôi nói ví dụ vậy. Mình cho cái giá thấp nhất đi. Cho giá thấp nhất đó. Chứ đừng nói giá như hiện giờ. Giá thấp nhất á, chừng 20 ngàn một ký thôi.
cũng gấp mấy lần ruộng này. À, bây giờ một công mít mà nếu bổ đồng có nhiều có ít, hồi 2 năm 3 năm thì nó ít, thì 4 năm 5 năm nó nhiều, mình bổ đi bổ lại vậy một cây 50 kg mít thôi. Cây 50 kg thì nó dư thừa dữ lắm. Mình kể 50 kg thôi. Thì một cây 50 kg thì bà con bán 1 kg 20 ngàn thì bà con được 1 cây 1 triệu bà. À, mà một công đất thì 65 cây tính 60 cây thôi thì cũng 60 triệu đó. 60 triệu tôi cho bỏ giống vốn này kia là cỡ chừng không được 10 triệu đâu. Cho 10 triệu đi. Cho 10 triệu đi, cũng còn 50 triệu. Bây giờ 50 triệu thôi, bây giờ tôi bỏ bớt ra nữa đi, bỏ bớt 20 triệu nữa đi, cũng còn 30 triệu. Còn cũng gấp 3 lần ruộng ba lần ruộng này. Đó, ruộng thì chưa được 10 triệu, bây giờ tôi bỏ tùm lum hết trơn mà tôi cũng còn 30 triệu. Thì nói ngay cái ruộng thì mình lời nhất là vụ đông xuân. Còn hè thu vụ giữa thì mấy vụ đó thì cũng hên xui thôi. Chứ nhiều khi gặp mưa gió thì không có thuận lợi thì nó cũng không có trúng, khi mặn phá về có khi lỗ. Tôi nói đây là những người ruộng ít. Những người ruộng nhiều tôi không dám nói đâu, ruộng nhiều người ta biết cái kinh tế người ta tôi đâu dám nói. Tôi nói những người ruộng một hai công á. Nếu mà làm ruộng thì chắc cũng ăn đủ lúa ăn. Đủ ăn đủ đúng. Không có dư. Đó. Mà nếu bà con dám trồng hai công mít, bà con có thể có ăn mà có thể là có dư. Nói vậy đó. Cái người làm ruộng nhiều tôi không dám nói à. Tôi nói thiệt, nói những người ruộng ít một hai công á. Thì nếu dụ hai công thì một năm mình màng lời cũng đâu có nhiêu, nếu như mình không có trồng chặt chăn nuôi hoặc là cái nghề gì khác nữa, mà nếu vô bám gia đình mà bốn nhân khẩu mà hai công ruộng thì lại có nhiêu đâu. Bám vô hai công ruộng thì không có dư thiệt, lời mười mấy 20 triệu thôi chứ nhiêu. Dạ. Mà có thể làm hai công mít, có thể rằng tôi bỏ đầu bỏ đuôi hết tôi cũng còn 50-60 triệu á, tôi hơn hai công ruộng nhiều. Mà tôi nói vậy thôi mà giá nó cao bà con còn được nhiều nữa, mình nói cho phủ bì vậy mà. Thì mình nói cái giá thấp nhất giá để thấp cho bà con dễ trồng. Nếu mà giá 20 ngàn thì bà con công mít bà con có 60 triệu một năm, một cây 1 triệu bạc thì 65 cây 60 tính 60 cây thì được 60 triệu rồi. Đó, bà con bằng ruộng có 10 triệu không? Cái mà mít thì được 50-60 triệu. Mà tôi cho bỏ đầu bỏ đuôi nữa tôi cũng còn 30 triệu, tới đấy phần nửa tiền thôi. Đó, cũng hơn công ruộng rồi. Mà nó giá lên 50-70-100 ngàn thôi, nó lên múc chỉ rồi. Bà con tôi nói gì bà con hiểu thôi. Tôi nói khuyên những người ruộng một vài công á. Còn ruộng nhiều không dám nói đâu. Nói cái người ta nói ông này ông nói trời gì không, không dám nói. Mấy ông sợ mấy ông ruộng nhiều lắm, mình không dám nói đâu. Thì nói chung á, thì ở đây á, ông hai cũng chia sẻ với bà con. Thì giống như những gì ông hai biết được và ông hai đã làm, rồi ông hai chia sẻ với bà con. Chứ không phải như ông hai mà ông hai chưa từng trồng mít. Đó, chỉ mới nghe nói thôi thì nói lại nó không chính xác. Còn này ông hai đã làm mít này 20 mấy năm. Đó, thành ra cái kinh nghiệm của ông hai thì... thôi chẳng không dám nói nhiều chứ kinh nghiệm là quá ok rồi. Thì bà con vậy đó, bà con tham khảo đi. Chứ tôi nói ngay ra tôi nói cho bà con làm có lợi chứ không có khi nào thất bại đâu. Bà con nhớ câu nói của tôi nói. Cây mít của tôi bà con trồng hợp lý nhất là 4,5 mét. Mà bà con đất nhiều thì trồng 5 mét. Còn đất ít thì trồng 4 mét. Đặng chi trồng 4 mét đặng cho nó năng sức nó có nhiều mấy năm đầu. Mà không có trồng dày nữa, mít tôi không có trồng dày kẹo được. Mít tôi dày nhất là 4 thước, còn dừa là 4,5 mét. Còn nếu ai đất rộng mà một vài mẫu á, dài mẫu á, thì trồng 5 mét. Mít tôi thì trồng dày, chứ mít tôi không có trồng dày. Tại vì thưa cô chú anh chị, cái cây mít ruột đỏ sơ vàng này á, là cái tàn nó rất lớn. Nếu bà con mà bà con trồng ví dụ 3,5 mét thì bà con trồng mới có 2 năm trái chiến thì nó đầu tàn với nhau rồi, nó giáp tàn rồi. Dạ rồi á, vài năm nữa thì cái tàn nó phát triển càng lớn nữa, nó bung ra nữa thì như vậy nó sẽ bị gập. Nó bị gập cái thứ nhất là nó không đủ đất ăn, cái thứ hai nữa nó bị gập rồi nó cũng ảnh hưởng cái trái. Gập quá với cái ảnh hưởng nó bị con bọ, con sâu này, con gầy, con đồ nó chứa trong dữ lắm. Tại nó không lọt ánh nắng vô á. Còn mình trồng á, đang dụ thưa á, trồng 4 mét á, 4 mét với 4,5 mét thì cái cây mình ăn lâu được.
Dạ. Vì cái cây này nó sống thọ lắm, cây này sống tôi chính là vườn của tôi đó, là những người, cái cây mà nó già rồi mà giờ còn ăn trái đó, là 18 năm mà còn ăn trái. Cái cây tức là cái cây mẹ tôi không nói, mà cái cây mà tôi ghép ra đó trồng là 18 năm rồi đó mà còn cho trái. Dạ. Nó già nó lão mình cắt ngọn, mình cắt cái đọt nó rồi cái nó lên tược lại nó ra trái nữa. Và cái cây mít này thưa cô chú anh chị, mà cô chú anh chị trồng khoảng tầm 6 năm trở lên thì có thể mình để 13 14 trái được. Đó. Ôi cỡ chừng 5 năm là để mười mấy trái rồi. Dạ. Đó, mười mấy trái. Mà trái nó to không à? Trái bự. Đấy, bự không à? Bự. Trái bự nhất à, nó cái 17 18 kg nó cũng có, mà dạng nó ít có. Còn dạng 10 kg 15 thì ô dạng nó thì nhiều. Dạ. Thì cái đó nó lọt vô mít nhất hết trơn rồi. Nhất là 8 kg trở lên nhất rồi. Bà con á, mà mua cái cây của tôi về trồng á thì tôi nói năm thứ hai á bắt đầu cho trái đều rồi đó. Thì năm thứ hai thì để cũng 1-2 trái. Chứ qua năm thứ ba là từ 4 tới 5 trái, 6 trái. Rồi năm thứ tư á có lẽ lên tới 10 trái à. Thì còn thứ tư trở lên thôi để mười mấy luôn. Thì 18 tháng là nó cho trái đầu tiên rồi hả ông hai? 18 tháng thì nó có trái khoảng 30-40% cây à. Dạ. Chứ không có trái đều. Mà nếu mà 2 năm trái đều luôn á. 2 năm là trái nó lên đều hết ha? Lên trái đều hết á. Thì cây mít này nói vậy chứ nó có trái quanh năm. Chứ không phải nó mùa vụ gì đâu. Nếu ngay mùa thì nó nhiều. Nghịch mùa nó ít à, bán mãn năm à. Chứ không khi nào mà ngơi nghỉ tháng nào hết á. À, nhiều với ít thôi, mãn năm vậy đó. Chứ không có ngơi nghỉ. Còn những loại cây khác thì nó có mùa vụ. Coi tới rừng mình có, người ta có. Cái nó trùng dấu cái giá rẻ. Còn cái mít này nó không có trùng dấu. Có nghĩa là nó quanh năm mà. Dầu có trùng dấu chăng 1-2 tháng thôi, còn chịch qua 1-2 tháng thì nó cũng chịch nữa rồi. Thì nói chung á, bà con trồng cái mít này thì nó cũng nhàn, chứ cũng không phải nó cực. Nó cũng nhàn hạ lắm. Mình xịt thuốc, bỏ phân đồ này kia. Ôi, cái cây gì không biết chứ, cái cây mít là dễ trồng nhất mà dễ chăm sóc nhất luôn. Không có cây gì mà dễ bằng cái mít. Những cái cây khó người ta còn trồng được mà. Những cây mà như con gái nhà giàu người ta còn trồng được. Còn cây mít thôi dễ trồng, không có gì mà khó. Tới khi mà nó ra trái nhiều thì là bà con chỉ có lo cắt trái bớt thôi. Ừ. Cắt trái bớt. Cái này nó ngon con cây nè. Trái thì không rụng, ra thì đậu. Trừ ra là mình bẻ cái trái xấu mình bẻ bỏ thôi, mình chừa trái tốt thôi. Đó. Còn những cây khác có khi ra trái mà không xịt thuốc á, nó rụng hết trơn, nó không có đậu. Dạ đúng rồi. Còn cái này là ra không khi nào rụng, trái mít không khi nào rụng, ra là đậu. Chỉ có cái là lựa trái xấu bẻ thôi, bẻ bỏ thôi. Chứ mình cũng chọn cái lứa tuổi của cây để trái nhiều. Đó, ví dụ thì cái cây mình cũng dòm cái sức của nó. Đặc dụ như cái sức nó để 2 trái ha. 2 cái sức có 10 trái, 8 trái, 7 trái, dòm theo cái cây đó mình để trái. Dạ. Giờ buổi trưa nghỉ xả hơi ăn dưa nghe cô chú anh chị. Dưa quá đẹp luôn rồi. Ăn dưa bà con ơi. Ông hai ông hai lột áo ra luôn rồi. Quá, nực quá. À, dưa bà con ơi, dạ khác. Quá tài dưa. Đó, mà ngày có bà con tiếp mà mặn đây giờ vô nghỉ ăn dưa cái nắng quá. Mình ra kiếm tiền mua chiếc xe nó đi khỏi mướn. Em mời cô chú anh chị ăn dưa nha, buổi trưa. Khát nước rồi ăn dưa giải khát. Ừ, tao là gắt cái mặt. Dưa ngon quá không? Hết cái này đi. Ông ai xé quá nhiều không hay? Dưa thôi. Dạ, tao đâu dám ăn. Không chào làm gì cũng dám trời. Không dám ăn. Chiều lại miếng chút ăn cơm. Dưa ngồi nhờ có bóng cây đây cũng đỡ rồi cô chú anh chị. Dưa tôi ăn cơm dưa, dưa cơm trắng dưa hấu được. Chút chưa trưa chút nữa thì mới ăn cơm. Giờ là mới ăn dưa thôi. Đánh giá dưa ngon không? Đói bụng sao ăn dữ vậy? Hồi sáng em mới ăn 2 dĩa cơm mà. Ôi rồi đẹp trai hết biết luôn rồi. Bữa nay là mình làm tới tối nha bạn. Bữa nay cũng trời cũng đỡ nắng cũng đỡ ha.
hai dưa nữa đi ông hai. Dưa. Đâu đâu đâu? À ai ai cậu Tư chỉ ai con gái? À chị này đây hả? Chị bao nhiêu tuổi rồi? Mới có mười mấy tuổi à, 18 tuổi à. Em 18. Thanh niên lâu năm, thanh niên lâu năm. Bây giờ là tới cũng 11 giờ cô chú anh chị ơi. Giờ mà trả này lại đi. Thì mọi người xúm lại ăn cơm. Ăn cơm trưa. À. Ngon vàng. Cơm ngon quá, cơm thịt ngon quá ha. Rồi chứ sao mà đây không ăn, ăn cái rồi đang. Ông hai ngồi ăn đi ông hai, ngồi ăn cho thoải mái. Đây, ngồi. Ông hai xuống áo luôn rồi cô chú anh chị ơi. Xuống áo luôn à. Chưa nắng quá trời. Quá nực rồi, chưa hết nổi rồi. Nhờ có bóng cây này đỡ biết nhiều đấy. Ôi mời bà con ăn cơm. quý bà con mình ăn cơm nè. Bây giờ ở ngoài đồng người bái à. Dạ. Ngoài đồng người bái à. Cơm hộp đó cô chú anh chị. Bây giờ ăn cơm rồi. Mời bà con á. Rồi, chúc ông Hoan ngon miệng nha. Ngoài đồng người bái à, kêu mồ lạc mã. Quý ông quý bà gì ăn cơm phù hộ mừng ăn. Phù hộ mạnh tay khỏe chân. Bởi vậy. Phù hộ cho mấy thanh niên này nhổ cây thật mau. Rồi cho nó bứng nhổ cho mau. Sao mà từ nãy giờ không ăn đi bộ mệt hay gì nghỉ lâu quá vậy? Cái gì dính cái lỗ tai lòng thầm người gỡ ra coi. Cơm gà ngon quá. Cơm gà hả? Ồ có cơm gà nữa hả? Ê. Ồ có cơm gà cơm thịt đầy đủ luôn nghe. Đâu nguyên cái đùi hả? Ôi. Nguyên cái đùi con gà. Ới công chuyện luôn cả nhà ơi. Cái mấy cái dưa hấu này từng mua cái dưa hấu ngon quá tịch. Quay cho bà con thấy là dân đi mặt để bà đi xe Mercedes luôn. Xe có tỷ mấy à? Mà xe của người ta. Đi xe có 1 tỷ mấy mà đều xe mướn. Cô chú anh chị coi ông hai nè ăn cơm ngồi xe gùa gì nè. Ý kiến quá. Ý kiến không à. Kiến ngắn không hai? À đừng kéo xe gùa nghe văn. Để ông nội lên núi à, bách đó để ông nội lên núi à. Lại nấu tươi hết liền. Nói ba cha cha để con đem cái xe này về hỏi. Ê đừng có đem hỏi sao vậy? Thì bữa nay nhổ cũng gần xế chiều cô chú anh chị ơi. Hôm nay nhổ cũng được chắc khoảng 7-8 ngàn cây gì đó để về phục vụ cho bà con. Thì đội quân bây giờ nhổ làm như cũng tiến độ thi công nó chậm rồi chứ không phải như cái lúc đầu nữa. Lúc đầu vô nhanh quá. Bởi vì giờ nó chậm tiến độ lại rồi. Có cái ông áo xanh bụng bự đó vô ông nhổ rồi sao thấy yếu quá trời không biết nữa. Mít tốt cực kỳ cô chú anh chị. Mít gì mình ghép hết chất lượng nè. Việc danh là em nón đỏ này là xe UB phải không? Đó. Hai anh em nè. Xe UB là PUB. Mình tới đâu là mình cắt sẵn tới đó luôn. Vậy nè cô chú anh chị về là mình vô bầu. Mình vô bầu nửa tháng là nó lên mục. Về là xài kích rễ cho nó ra bộ rễ tốt rồi nó. Mình vô bầu nửa tháng là nó lên mục ở đầu là tới đó mình ghép. Lên mục là cái cây nó phát triển tốt rồi, mũ nhiều. Kiếm được cái gốc mít như vậy cô chú anh chị là cũng khó kiếm lắm.
bây giờ là cái giá gốc nó hút quá trời luôn à. Cái cây gốc nó hút quá cô chú anh chị, thành ra mình khó kiếm được cái vườn tốt gì lắm. Đây, nhổ clip này với nửa clip kia với clip bên kia với anh em nhổ một chút xíu nữa là xong rồi đó. Bây giờ là anh em cũng dắt chiến cuối nữa là xong rồi đó cô chú anh chị ơi. À, và khúc sau thì dắt hơi xa. Cố lên em, cố lên, cố lên, tại cuối rồi bà con ơi. Rồi anh em là lên xe chuyền đi. Ô văng cổng, văng cổng thấy nặng đè quá trời rồi văng ơi. Văng văng ngước lên coi. Đây là con thứ tư của ông hai nghe cô chú anh chị, là biệt danh là Tư Ếch. Dắt con bao và đi bể bể kìa nè. Thở không đó, thở bứng không đó anh. Rồi, cũng đầy xe luôn. 3 ngày 9 ngày. Thưa cô chú anh chị thì hôm nay nhổ cây mít, gốc mít đó cô chú anh chị thì cũng được 9 ngàn, đón khoảng khoảng là cả 9 ngàn. Thì chắc cũng vài ngày nữa phải xuống nhổ cái cho hết ở đây luôn. Thì bây giờ là cũng 5 giờ chiều rồi. Clip kinh Hậu Giang của tôi đến đây em cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị luôn quan tâm và theo dõi kênh. Cô chú anh chị ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ em. Còn ai đã đăng ký rồi, chào em like nha. Bye bye cả nhà.